vào, đưa xe vào vạch xuất phát đi. Chú ý canh cái vị trí xuất phát của mình đó, cái vạch bên phải. Ngay cái vạch vòng vòng bên phải được chưa? Rồi bật xi nhan trái đi. Bao giờ có tín hiệu xuất phát thì đi. Xuất phát. Rồi đi. Người của mình tới về trán đậm. Tắt xi nhan. Bài dừng xe trước vạch cho người đi bộ. Rồi canh vào, canh cái người đi bộ vào. Người đi bộ là mình canh ngay chỗ người đi bộ. Đi tiếp. Rồi nó báo lệnh đi tiếp thì đi. Bài dừng xe giữa dốc. Rồi bài dốc này mình dừng, mình canh cái trụ stop, nhiều ga vô, tới là đập côn đập tháng đứng liền. Hỏi dừng xe trước vậy, đi tiếp. Chưa tới thì bỏ 5 điểm. Rồi, qua dốc đi. Rồi, chú ý nè, khi qua dốc, vừa xuống dốc thì mình để ý cái đèn trên cái đồng hồ đó nó tắt thì mình lo mình đột côn đột tháng đứng lại. Rồi đột côn đột tháng đứng lại, trời giọt nổ rồi bật đi tiếp. Rồi tắt tắt rất là thằng lãi hành chiến nó vậy không biết rồi. Ủa hồi nãy ngầu thời gian đâu mà, nhưng mà em tưởng cái nhột đó là qua bờ chứ em tưởng phải ghi là tình huống khẩn cấp. Em thấy nhột chứ em nghĩ là qua bờ dốc đó rồi. Coi như là mình trải nghiệm một lần rồi được chưa. Rồi xong nhìn phía trước, bám sát tim đường, đừng bám sát lề. Rồi chậm lại, bấm thẳng lên, người mình canh người mình tới ngay cái vỉa thì mình đánh lên. Chậm thôi đó, chờ xe họ đi qua mình thấy điểm canh thì mình mới cho xe đi tiếp. Đây nè, giờ mình đậu xa quá rồi nè, mình phải bấm sát vô lề, xong từ từ mình lái ra cho xe thẳng. Bấm sát vô lề đi. Bấm sát vào. Rồi canh cái vạch trắng đỏ, người mình với vạch trắng đỏ lệch ra 5 phân. Mình canh chặt đi ra rồi. Thấy chưa? Cái xe không thẳng đi kẹt vạch, chỗ đây mình phải dừng làm đánh lái cho nên vừa đi vừa đánh. Rồi đánh hết lá, gương ngon vạch sơn, đánh hết lá đi qua. Qua ngã tư. Từ từ thôi, không có bám sát đuôi họ. Nếu cái trường hợp mà họ đi qua đúng không, thì mình mà còn ít dai quá thì mình dừng đèn đỏ rồi mình đi. Chờ ví dụ như đèn xanh là mình đi luôn được. Không, mình phải dừng lại. Dừng lại bao giờ mà đèn xanh lại thì mình đi. Rồi đưa xe vô, khi nào mình thấy gương tới trụ biển báo thì dừng. Đúng không? Mình không bám theo xe họ. Bám theo xe họ rồi lỡ họ đi, họ tắt máy giữa đường rồi mình đứng ngay đèn đỏ là sao? Đúng không? 30 giây không qua được đèn xanh đèn đỏ là rất trực tiếp. Rồi nới côn từ từ đi.
ra vô. Đó, nứt ra. Bài đi đường vòng quanh co. Đó, từ từ thôi, nhìn cái đầu xe mình đó, vừa chạm tới cái vạch vàng đường tăng tốc là mình đánh lái vô. Nếu cái trường hợp mình lái vô đúng không, mà cái đầu xe của mình nó không qua khỏi cái trụ biển báo thì mình lùi xe lại, mình đi vô bình thường, được chưa? Nếu là qua rồi, bấm sát bên phải vô, tiếng bấm lưng lùi bấm bụng. Quốc đánh đâu mình đánh đến đó, đầu xe quốc đến đâu mình đánh tới đó, đánh là đều tay. Trả bớt lại đi, trả bớt lại một vòng lớn đi bên này nó rồi đánh đánh. Rồi, đánh qua ngã tư. Dài kìa, nới côn từ từ đi. Nào, nhanh chóng đệm xe qua ngã tư. Bài tiếp gặp vào nơi đỗ. Bài tiếp gặp vào nơi đỗ. Bám sát tìm đường vô, đến gara là bám sát tìm đường vô. Nếu có hai xe đang thực hiện thì mình đứng dừng ngay chỗ cái vị trí chữ P. Màu dừng lại, đó, dừng ngay cái vị trí chữ P này. Nào chờ xe nào nó ra thì mình vô. Vào bờ gara ghép dọc thì thao tác của mình nó phải nhanh lên, mình học hết rồi. Cái chuồng phía trước á thì mình ngon vỉa, còn cái chuồng phía sau này là ngon cái vỉa phía trong kìa. Ngon cái vỉa phía trong thì mình vô. Rồi, vô cái chuồng lớn này. Đánh vô. Trả bớt lái lại, bấm sát vào rồi từ từ lái ra điểm canh. Điểm canh là cái vạch mờ mờ phía trước mặt mình đó, thấy chưa? Dạ. Rồi chỉnh là cái xe chẳng thả. Rồi bắt đầu chỉnh bên trái đi, giữ ra ra. Thấy hẹp là mình lo mình dừng liền, trả thẳng lế lùi vô.
lui vô cái số làm gì, vô số nào đó, số lậu số 4 rồi. Mình thấy nó hẹp còn cả 10 phân là mình dừng lại, trả thẳng lấy lui vô, bánh xe tới góc ra ra thì dừng, đánh hết lấy cái lui vô cho xe nó xong xong. Đó, trả thẳng lấy lui vô. Cái mấy khi mình cố mình đi cái rồi mình sửa tùm lum nó mất thời gian. Chậm thôi. Đổ nhạc là mình đi ra. Rồi, đi ra. Rồi, chú ý đi ra thì cái người của mình phải qua khỏi cái mặt gara mình mới đi ra. Đánh. Không có tháng là vừa đi vừa đánh chứ có gì đâu tháng là. Rồi, nói thấy con ra. Đi ra khỏi cái chuồng ghép ra, ghép dọc là mình đệm ga vô mình đi. Cho nó tiết kiệm thời gian bài thi. Tốc độ toàn mà thi không quá 20 là được, cứ đều đều đệm ga đều đều đi. Bài dốc mình có thể dừng non xíu để mình bảo toàn cái kết quả của mình, trừ 5 điểm thì mình bỏ. Còn cái vạch bánh xe thì khi mình đi mình canh, nhiều khi người mình ngầu hơi lệch thì mình canh hơi lệch thì mình cũng bỏ 5 điểm luôn. Mình đi giữ 90 điểm về. Nào chú ý, đi đèn xanh rồi. Vô giữa ngã tư mình mới rẽ. Nó hết côn ra. Bài xe qua đường sắt. Chú ý đừng có đè cái vạch qua đường sắt, phân làn đường đó, cái vạch phân làn đường nó đè vô là rớt nha. Dạ. Rất trực tiếp luôn. Đúng rồi. Rồi đẹp nhẹ có ai vô đi đi. Gần tới cái bảng xích tốt ngay chỗ cái đường sắt thì mình là côn xuống, mình đệm côn xuống, mình rê rê từ từ tới. Tới nơi cái là mình đọc tháng dừng lại. Nào đọc con ra tháng lạ. Bây giờ có tín hiệu đi tiếp rồi mình đi. Đi tiếp. Rồi đến đây thả bài hết con ra. Đổi số trên đường bằng. Thả hết con ra cho xe nó chạy đi. Chỉnh xe cho nó thẳng. Thẳng xe thẳng lế rồi bắt đầu mình đệm nhẹ ga vô mình dìu. Tốc độ không quá 20, tại vì mình đang ở ngoài bài thi. Đệm ga vô, chỉnh cho xe thẳng lại, tay cầm số. Khi nào đầu xe mình tới biển bắt đầu mình ga, ga tăng số 2, nói cô đệm ga. Rồi dừng, dừng trước biển 20, về số 1. Về số 1 ủi lên tức là lên số 3 rồi. Đó, nói cô từ từ thôi cho nó đi. Thao tác cho nó đúng, làm tầm bậy tầm bạ lẫn rớt thôi chứ không có gì hết trơn á. Học là mình học kỹ rồi. Bài ghép ngang vào nơi đỗ. Chú ý nè, về đây là mình phải chú ý, mình đi là mình phải nhìn đường, bám sát tìm đường vô. Đừng có đi sát vô trong lề đó, là nó ủi vô lề đó. Mình cứ tập trung mình lái xe cái đã, rồi từ từ mình rủ quan sát vô gara. Để rồi mình đi mình ngó biết vô gara nó có xe lệch vô đâm vô lề là rất. Rồi. Tiến tới ngay chỗ. Chậm thôi, từ từ lại. Bấm sát vô, nếu xe phía trước cũng có thì mình canh cái người của mình thẳng với cái trụ đèn xanh đèn đỏ kìa, cách ra 10 phân nha. Yeah. Còn nếu như mà xe phía trước vẫn không có thì mình canh ngay chỗ cái mí trắng đỏ nữa lại vô 20 phân là vừa.
thấy cái vạch trắng trắng phía dưới chưa? Dạ. Đó, mình canh cái bánh xe mình, cái tâm bánh xe mình đè lên cái vạch trắng đó là mình vô là được luôn, một phát ăn ngay luôn. Tâm bánh xe đè lên vạch trắng. Vạch trắng mà mờ ở phía ngoài kìa. Dạ. Là mình khỏi cần sửa. Đó, như cái xe số 7 phía trước nó đi rất là đúng rồi đó. Đó, thấy phía trước cái vạch trắng đỏ, vỉa trắng đỏ phía trong chưa? Dạ. Mình canh lệch vô hơn 10 phân, hoặc là mình canh cái trụ đằng xanh đằng đỏ nó lệch ra 10 phân. Bấm sót vô. Bấm sót vô xíu nữa rồi lái ra. Rồi lái từ từ ra đi. Đó, canh cái vạch trắng đỏ nó lệch vô 20 phân. Trả thẳng lái là rồi bắt đầu canh bánh xe đi. Canh cái vạch nứt bê tông dưới bánh xe đi. Vừa qua là dừng. Qua chưa? Dạ. Qua bao nhiêu rồi? Cần 50 phân rồi. Rồi, được. Chậm thôi, nếu mình lỡ mình đi quá cái góc, quá điểm canh thì mình cài số tiếng, giữ im lái mình tiến tới xíu. Rồi canh vô cho cái bánh xe của mình nó đè lên vạch trắng đó là được. Đánh hết lá bên trái nhìn gương bên phải rồi vô. Canh mà mua nó cũng bị ngòi chứ. Rồi vô đi. Sửa rộng đi. Tiến tới. Sửa rộng. Trả thẳng lá, tiến thẳng tới. Bánh xe sau cách vạch cũng biến từ 1m2 tới 1m5. Tiến tới xíu nữa đi. Nên mới chưa được mét mà. Rồi. Đánh hết lá bên phải. Lùi cho sát vô. Nè, thấy cái mí bê tông bên cạnh cái vạch sơn không? Dạ. Chạm cái mí đó là dừng. Rồi đánh hết lá vô. Rồi đổ nhạc rồi đánh hết lá đi ra luôn. Nghĩa là nó nhận bài thi rồi đó. Còn nếu mình lui vô mà nó không đổ nhạc thì mình tiến tới xíu, đè cái bánh xe lên nó. Qua ngã tư. Nói cô nệm ra vô. Thế thôi chứ có gì đâu. Rồi bạch xin phải trước đi. Nhanh lên về để quá thời gian. Đi chậm quá. Nói cô ra. Ối quá giờ tổng bài thi. Đệm ra vô, nhanh lên. Ối quá đệm giờ ra tổng vô. Ối quá giờ tổng bài thi. Đệm cho ra vô. Xe về bài kết thúc. Ra vô, ra vô, ra đều vô. Ối quá giờ tổng bài thi. Đã thẳng đó là bạc sinh nhân khỏe. Ối quá vô. Giờ tổng bài ra thi. Vô, bạc sinh nhân khỏe, ra vô. Ối quá giờ tổng bài khỏe. Thi. Rồi, dừng. Đó không? Quá giờ thì mình cứ ra mạnh vô mình về, hiểu chưa?